Rồi trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ôi giời ơi. Rồi bố điện thoại rồi. Ok. Rồi trong video này thì 3, 2, 1. Rồi trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một cái video nó 3, 2, 1. Rồi trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng AI để tự cắt ghép chỉnh sửa video nhá. Đây là ví dụ của một cái video này. Thì lưu ý cái video của các bạn cần phải dưới 60 giây nhá. Cần dưới 60 giây thì con AI này mới có thể lồng chữ rồi là tự cắt ghép hình cho các bạn được. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái phiên bản đã dưới 60 giây rồi thì mình chỉ cần vào cái con này thôi. Các bạn bấm vào phần Edit Video AI này. Được chưa? Bạn upload video lên. Lưu ý là dưới 60 giây thôi nhá. Trên 60 giây là không được đâu nha. Đợi nó cập nhật thì chắc là trên 60 giây là vẫn được đấy. Rồi chọn đây, cái video 54 giây này này, bấm mở. Thì lúc này các bạn sẽ upload thôi. Thì trước khi upload thì ở đây các bạn thích phong cách nào, ở đây nó sẽ có ba cái phong cách cho bạn. Bạn xem cái phong cách nào nó phù hợp. Được chưa? Thì ví dụ mình thích phong cách này đúng không? Ok, mình chọn này. Được chưa? Hoặc thích phong cách này thì chọn này. Đây mình chọn phong cách này đi. Bấm bắt đầu. Thì ở đây các bạn sẽ đợi nó load. Nó sẽ tự sửa đấy. Thế là xong, biết không? Sửa xong rồi có cái lỗi gì, ví dụ lỗi chữ thì các bạn tự sửa chữa, được chưa? Thì đợi nó loát nha, nào đợi nó. Rồi sau khi đợi một lúc thì nó đã loát xong rồi đúng không? Đây, bấm vào nó. Chúng ta xem kết quả cuối cùng thôi. Vào bên trong thì các bạn có thể chỉnh sửa thêm một chút đây, một số cái phông ở bên trong đấy. Nhưng ở đây mình để nguyên nhá, mình không thích, hiểu chưa? Mình không thích sửa thì mình để nguyên thôi. Bây giờ các bạn đợi một lúc nó sẽ loát hết toàn bộ tất cả các cảnh này này. Và lúc này các bạn sẽ xem là như vậy đã ok chưa? Đấy, bắt đầu nó sửa cho mình này kìa. Nhìn thấy chưa? Đấy, thế chúng ta sẽ bắt đầu nhá, thử nhá. Người đàn ông có nên bỏ yêu để tập trung phát triển sự nghiệp không sẽ? Đấy, với anh thì đặc biệt là trong giai đoạn đầu tiên khi mà khởi nghiệp. Thì khi mà chúng ta làm một việc gì đấy thì chúng ta cần có sự tập trung. Chúng ta không thể tập trung giữa hai việc cùng một lúc được. Đơn giản như một cái ví dụ như là tay phải vẽ vòng tròn và tay trái vẽ hình vuông là đơn giản là não chúng ta đã không xử lý được rồi. Thì đây là một cái ví dụ để cho em hiểu. Được chưa? Rất là đẹp rồi đúng không? Sau khi sửa xong nó sửa khá nhanh mà, các bạn bấm xuất thôi. Còn các bạn có thay đổi thumbnail hiệu ứng gì của nó hay không, chữ gì hay không thì do các bạn. Ở đây mình hướng dẫn nên mình không quan tâm lắm, được chưa? Mình không quá quan tâm. Bây giờ bấm xuất, rồi bấm xuất, xong rồi và xuất xong thì là xong thôi. Bây giờ dừng lại ở đây nhé, ngắn quá.